khả năng phim có Hoài Linh bị lật đổ. Phim Việt làm giàu với ma, có Hoài Linh, Tuấn Trần đang dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé nhiều ngày liên tiếp. Trong khoảng 2 tuần tới, phim có nhiều thuận lợi để tiếp tục tăng độ phủ sóng, tích lũy doanh thu vì không có đối thủ mạnh cạnh tranh. Kể từ khi phát hành, làm giàu với ma, có Hoài Linh, Tuấn Trần đóng chính liên tục đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu của Box Office Việt Nam, đơn vị quan sát phòng vé độc lập. Phim có Hoài Linh được dự đoán chiếm lĩnh phòng vé trong ít nhất 2 tuần tới vì không có nhiều đối thủ cạnh tranh, loạt bom tấn Hollywood hè cũng đã giảm nhiệt. Phim của Hoài Linh giữ phong độ. Trước khi ra mắt, làm giàu với ma tạo ra nhiều nghi hoặc với khán giả. Bởi lẽ, phim chọn mô típ quen thuộc, câu chuyện hài hước kết hợp yếu tố tâm linh gợi nhớ nhiều tác phẩm Thái Lan. Dàn diễn viên cũng gây tranh cãi. Đây là dự án tiếp theo Tuấn Trần đóng chính sau lần thất bại tại phòng vé với Móng Vuốt. Anh chịu nhiều áp lực vì danh hiệu diễn viên nghìn tỷ, đồng thời phải tìm cách vượt qua cái bóng của Trấn Thành khi không hợp tác cùng đàn anh. Sự xuất hiện của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh cũng khiến nhiều người bán tin bán nghi. Trước đó, anh từng trở lại điện ảnh với Mến Gái Miền Tây 2022, nhưng không giúp phim được chú ý. Nhiều khán giả cho rằng Hoài Linh đã mất đi sức hút. Các gương mặt còn lại gồm Diệp Bảo Ngọc, Lê Giang, La Thành, Hoàng Phi đều chưa phải là những cái tên hút khách. Thế nhưng, làm giàu với ma lại thắng lớn khi phát hành vào dịp lễ 29. Tác phẩm không chỉ soán ngôi phim kinh dị Việt Ma Gia mà còn vượt mặt nhiều phim ngoại tại rạp chiếu. Doanh thu phim còn cao gấp đôi đối thủ ra mắt cùng thời điểm là Hai Múi, dự án đánh dấu sự trở lại của Quyền Linh sau 20 năm vắng bóng điện ảnh. Dù còn nhiều hạn chế, tác phẩm vẫn chiếm được thiện cảm của khán giả nhờ khai thác câu chuyện gia đình cùng diễn xuất ăn ý của Hoài Linh, Tuấn Trần. Tính đến hiện tại, Làm Giàu Với Ma đã thu hơn 85 tỷ đồng tại phòng vé, trong đó có 33 tỷ đồng từ tuần đầu ra mắt. Thành tích này cho thấy dự án không hề giảm nhiệt mà còn được chú ý hơn. Số suất chiếu của phim đã tăng so với tuần trước, tỷ lệ lấp đầy cũng ở mức tốt giúp doanh thu cao gấp 2,5 lần. Độ phủ sóng của phim trên các mạng xã hội cũng tốt, tạo ra luồng thảo luận sôi nổi với khán giả với nhiều ý kiến tích cực. Theo thống kê của Box Office Việt Nam, thành tích của Làm Giàu Với Ma cũng ấn tượng hơn hẳn các phim Việt ra mắt vào dịp lễ 2 năm trước, cao hơn rất nhiều so với phim kinh dị Cù Lao Sát Sống 2022 và phim hành động Kẻ Ẩn Danh 2023. Với tốc độ hiện tại, tác phẩm sẽ nhanh chóng vượt mốc 100 tỷ đồng trong tuần tới, gia nhập vào hàng ngũ những phim Việt ăn khách nhất năm nay. Nếu ekip có chiến lược quảng bá tốt, nhiều khả năng dự án có thể sẽ chạm mốc doanh thu 150 tỷ đồng, thậm chí là 200 tỷ đồng. Cục diện phòng vé khó thay đổi. Tuần này, không có nhiều phim mới ra mắt. Một vài dự án nổi bật gồm phim kinh dị Long Lét, thảm kịch Dị Giáo, phim hài ma siêu quậy, Mỹ, phim hài xuyên không cải mệnh gia tộc, Thái Lan. Trong đó, Long Lét, thảm kịch Dị Giáo là cú hích bất ngờ của thể loại kinh dị tại phòng vé năm nay. Tác phẩm có kinh phí vỏn vẹn chưa đầy 10 triệu đô la Mỹ nhưng hốt hơn 103 triệu đô la Mỹ khi ra mắt. Hiện giữ kỷ lục là phim độc lập ăn khách nhất năm. Ma siêu quậy lại là hậu truyện của Betelgeuse 1988, bộ phim hài đen từng gây tiếng vang do Tim Burton đạo diễn. Sau 36 năm, tác phẩm đưa người xem trở lại với câu chuyện về ngôi nhà ma ám, được thổi vào không khí của thời đại với dàn diễn viên ngôi sao gồm các gương mặt mới lẫn cũ như Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Monica Bellucci. Tuy nhiên, cả hai dự án của Hollywood đều không được quảng bá tốt tại Việt Nam. Thống kê cho thấy các phim đều không thể lọt vào top 3 của Box Office Việt Nam, doanh thu chưa vượt qua con số 1 tỷ đồng. Trước tình hình hiện tại, phim kinh dị Việt Cám đã thay đổi lịch chiếu để có nhiều điều kiện đến gần hơn với khán giả. Tác phẩm chuyển sang phát hành ngày 20 tháng 9 thay vì ngày 27 tháng 9 như dự tính ban đầu. Đây là dự án phim kinh dị mới nhất đến từ đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân. Trước đó, bộ đôi từng thực hiện một số dự án thành công về doanh thu như Chuyện Ma Gần Nhà 2022, Kẻ Ăn Hồn 2023, cũng như series Tết ở Làng Địa Ngục. Tác phẩm được cho là sẽ làm mới câu chuyện tấm cám quen thuộc theo phong cách kinh dị, với nhiều cảnh quay rùng rợn, ám ảnh. Một số chi tiết hoàn toàn khác với nguyên tác. Hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt mới tại phòng vé, giống như Ma Gia hay Quỷ Cẩu trước đó.
cho đến khi Cám ra mắt, Làm giàu với ma còn ít nhất 2 tuần nữa để tiếp tục khuấy đảo phòng vé. Trong khoảng thời gian đó, phim vẫn có cơ hội để tiếp tục tích lũy doanh thu vì không có nhiều bom tấn ra mắt.